cập nhật chiến sự Nga-Ukraine tối ngày 23 tháng 8. 10 nước Ban Căng và châu Âu ký tuyên bố chung ủng hộ chủ quyền Ukraine. Giới chức Ukraine khám xét hàng trăm văn phòng nhập ngũ và ủy ban quân y. Ukraine tiếp tục tấn công bằng UAV vào căn cứ máy bay ném bom của Nga và các tòa nhà ở Moscow. cơn ác mộng sắp ập đến quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. UAV Leysen Nga phản chủ bắn nổ tung siêu tăng T-90 của chính quân mình trên chiến trường Ukraine. Trúc đoàn 247 của Nga phản lệnh cấp trên quyết định không tấn công ở mặt trận Saborisia. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Xin ý, mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. 10 nước Bắc Kinh và châu Âu ký tuyên bố chung ủng hộ chủ quyền Ukraine. Kính thưa quý vị, sau khi kết thúc chuyến công du châu Âu vào hôm thứ Ba, ngày 22 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông trở về nhà với sự hỗ trợ chính trị và các thỏa thuận mới. Với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, 10 nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố 8 điểm trong cuộc họp đánh dấu 20 năm kể từ hội nghị thượng đỉnh EU -Tây ở Thessaloniki. Các quốc gia cam kết ủng hộ vững chắc cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các đường biên giới được quốc tế công nhận. Tuyên bố cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với công thức hòa bình 10 điểm của Zelensky kêu gọi Nga rút quân và khôi phục biên giới Ukraine. Trong vài ngày qua, ông Zelensky đã tới Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch và Hy Lạp, nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Ukraine ban Ông cho biết đã có các cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh với Bungary, Serbia, Croatia, Montenegro, Bắc Macedonia, Moldova và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Trong bài phát biểu hàng đêm tối qua, ông Zelensky nói: "Chúng tôi đang trở về nhà" với sự hỗ trợ chính trị mới và các thỏa thuận mới. Mọi người rõ ràng tái khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông nói, sẽ có máy bay cho Ukraine, chúng ta sẽ có thêm xe bọc thép. Chúng ta sẽ tăng cường phòng không, kinh tế, xuất khẩu, hội nhập châu Âu và châu Âu Đại Tây Dương. Zelensky nói rằng, tại hầu hết tất cả các cuộc họp, việc bảo vệ các tuyến đường xuất khẩu qua Biển Đen và thông qua các hành lang đoàn kết trên đất liền đã được thảo luận Tổng thống Zelensky nói: "Một thỏa thuận rất quan trọng với Hy Lạp mà tôi đặc biệt biết ơn Thủ tướng là việc Hy Lạp sẵn sàng bảo trợ cho việc khôi phục Odessa của chúng tôi. Quyết định này không chỉ có ý nghĩa thực chất mà còn rất mang tính biểu tượng, nó chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa văn hóa." Tổng thống Zelensky nói: "Kết quả chung của những ngày này là Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn." và cho biết thêm rằng ông rất biết ơn Luxembourg vì đã tham gia tuyên bố của nhóm G7 về đảm bảo an ninh cho Ukraine. Văn phòng của ông cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp các nhà lãnh đạo Croatia, Moldova và Bắc Macedonia tại Hy Lạp. Tổng thống Zelensky cảm ơn Croatia vì đã chuẩn bị gói phòng thủ mới cho Ukraine và thông báo với Thủ tướng Croatia Andrzej Plekovic về sự phong tỏa bất hợp pháp hàng hải ở Biển Đen và các cuộc tấn công bằng tên lửa nặng nề của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine, gây nguy hiểm cho an ninh lương thực thế giới, theo văn phòng của Zelensky. Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn Thủ tướng Bắc Macedonia Domista Vovacevsky vì sự hỗ trợ quốc phòng, văn phòng của ông cho biết. Zelensky đã thảo luận với Tổng thống Moldova Maya Sandu về việc tạo ra các tuyến đường thay thế để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sau khi Nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen. Văn phòng của ông cho biết thêm. Giới chức Ukraine khám xét hàng trăm văn phòng nhập ngũ và ủy ban quân y. Theo tờ Kiev Independent, các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã đồng thời tiến hành hàng trăm cuộc khám xét tại các văn phòng nhập ngũ và ủy ban quân y trên khắp cả nước, trong khuôn khổ kế hoạch điều tra tham nhũng quy mô lớn. Cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết, sau khi thực hiện hơn 200 cuộc khám xét vào ngày 22 tháng 8, cùng với các công tố viên, họ thấy rằng các quan chức ở tất cả các khu vực ở Ukraine đều dính líu đến tham nhũng. Theo báo cáo, trong số các hành vi sai trái, các nghi phạm đã nhận tiền để giúp nam giới trong độ tuổi nhọc ngủ làm giấy tờ giả xác nhận tình trạng khuyết tật hoặc tạm thời không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Cảnh sát quốc gia cho biết thêm rằng họ đã mở vụ án hình sự nhằm vào tất cả các nghi phạm và sẽ công bố riêng kết quả điều tra trước khi xét xử. Cục điều tra nhà nước Ukraine báo cáo đã tiến hành khám xét tại các ủy ban quân y ở các vùng Venezia, Jerkesi và Kyiv. Tổng cộng có 388 người bị nghi ngờ đã cấp giấy tờ bất hợp pháp để xác nhận nam giới không đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cục điều tra nhà nước Ukraine đã mở nhiều vụ án hình sự, trong đó có cả vụ lạm dụng quyền lực của một quan chức quân đội trong bối cảnh thiết quân luật. Tuần trước, cục này đã khám xét 15 văn phòng nhập ngũ của quân đội ở các tỉnh Odessa, Mykolaiv và Kherson. Cơ quan này cho biết thêm các văn phòng được kiểm tra để xem nhân sự tại đây có hành vi tham nhũng trong quá trình tổng động viên hay không. Có xảy ra tình trạng miễn điều động các sĩ quan dự bị và lính nghĩa vụ một cách bất hợp pháp hay không? Những hành vi như vậy gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Ukraine và làm suy yếu niềm tin vào các thể chế nhà nước. Trước đó vào ngày 11 tháng 8, Tổng thống Zelensky đã sa thải tất cả giám đốc các trung tâm tuyển quân khu vực của Ukraine. Ông Zelensky cho biết một cuộc điều tra cấp nhà nước về các trung tâm tuyển quân trên khắp Ukraine đã vạch trần tình trạng lạm dụng của các quan chức này. Họ đã làm giàu bất hợp pháp và đưa nam giới đủ điều kiện nhập ngũ qua biên giới, bất chấp lệnh cấm rời khỏi Ukraine trong thời chiến. Ukraine tiếp tục tấn công bằng UAV vào căn cứ máy bay ném bom của Nga và các tòa nhà ở Moscow. Các lực lượng Ukraine đang tiếp tục tăng cường chiến lược tấn công phá hoại bên trong lãnh thổ Nga, với việc sử dụng máy bay không người lái tấn công vào một số căn cứ quân sự và các tòa nhà ở Moscow. Kiev cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở không quân quân sự Saikovka của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 200 km về phía đông bắc vào hôm thứ Hai vừa qua. Căn cứ không quân Saikovka vận hành máy bay ném bom tomsa xa siêu thanh Tu-22M3 được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Mấy tuần trước, lực lượng không quân Ukraine báo cáo rằng máy bay từ Saikovka đã phóng 4 tên lửa hành trình Kh-22 về phía Ukraine. Andriy Yosyp, phát ngôn viên của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không gửi lái vào căn cứ Saikovka của Nga đã khiến ít nhất một máy bay bị hư hại. Cuộc tấn công hôm thứ Hai nói trên là cuộc tấn công thứ hai của Ukraine chỉ trong ít ngày qua nhằm vào một căn cứ không quân của Nga, nơi có các khí tài không lực mạnh mẽ. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy trước đó cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã làm hỏng một chiếc máy bay tại một sân bay quân sự ở Sochi thuộc vùng Novorov. Trong khi đó, ở Moscow, Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ một UAV bên ngoài Moscow vào rạng sáng thứ Tư. Ngoài ra, một máy bay không người lái khác đã tấn công, đâm trúng một tòa nhà đang được xây dựng ở khu tài chính, thành phố Moscow. Ông nói, lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái ở quận Moyansky của khu vực Moscow, trong khi một máy bay không người lái khác tấn công một tòa nhà đang được xây dựng trong thành phố Moscow. Sobyanin cho biết, các đội phản ứng đã được cử đến hiện trường và theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong trong vụ tấn công tòa nhà. Một quan chức khác nói rằng, vụ việc này đã khiến cho các sân bay ở Moscow tạm thời đóng cửa trong một thời gian và khiến một số cửa sổ của tòa nhà bị phá vỡ. Cơn áp mộng sắp ập đến quân đội Nga trên chiến trường Ukraine cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, thiếu tá dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine, nhà phân tích quân sự Oleksiy Hetman, tin rằng quân đội của Ukraine sẽ có từ 25 cho đến 30 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ vào cuối năm nay. Ý kiến của chuyên gia đăng trên Union cho biết, số lượng máy bay như vậy sẽ không mang lại cho phía Ukraine cơ hội thống trị hoàn toàn trên không, nhưng nó sẽ cho phép chúng ta sớm gây ác mộng cho kẻ thù. Sĩ quan của lực lượng vũ trang lưu ý, chúng tôi hiểu rằng ngay cả 20 đến 30 chiếc cũng không mang lại lợi thế cho chúng tôi trước 2.000 máy bay Nga. Để thống trị hoàn toàn trên không, chúng ta cần vài trăm chiếc. Cả đối tác của chúng ta có cơ hội chuyển giao chúng. Khoảng 3.000 máy bay như vậy hiện đang được sử dụng ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. F-16 là máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ, có phiên bản 1 hoặc 2 chỗ ngồi do tập đoàn General Dynamics, này là Lockheed Martin của Mỹ chế tạo. Tiếp kích này được biên chế cho lực lượng không quân vào năm 1978 và sau đó xuất khẩu sang nhiều nước khác. Kể từ năm 1979, F16 đã được nâng cấp và cải tiến khá nhiều, giúp nó có một số tính năng của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, trong đó phải kể đến radar hiện đại. F16 được đánh giá cao về tính cơ động, tốc độ và phạm vi hoạt động, đồng thời có khả năng mang nhiều loại vũ khí, chẳng hạn như tên lửa hoặc bom. F16 tuy chỉ có một động cơ nhưng có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2 khoảng 2.100 km h giờ. Chiếc động cơ này có kiếp lái một thành viên dài 14,8 m, cao 4,8 m, sải cánh 9,8 m, trọng lượng cất cánh 16,875 tấn, tầm bay trên 3.200 km, trần bay 15.240 m. F-16 được trang bị một khẩu pháo đa nòng M61A1 20 ly và có thể mang theo 6 tên lửa không đôi không. Tổng thống Zelensky vào ngày 20 tháng 8 cho biết, sau khi đàm phán với Thủ tướng Hà Lan Mark Trotter, rằng 42 máy bay F-16 sẽ được cung cấp cho Ukraine. Bản sẽ được cung cấp sau khi đào tạo phi công và kỹ sư. Sau đó, người đứng đầu chính phủ Đan Mạch, Mette Frederiksen, tuyên bố nước này có kế hoạch cung cấp cho phía Ukraine 19 máy bay chiến đấu. Sau đó, nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ rằng, Hy Lạp sẽ tham gia huấn luyện phi công của chúng tôi trên máy bay F-16. UAV Lazen Nga phản chủ, bắn nổ tung siêu tăng T-90 của chính quân mình trên chiến trường Ukraine. Quân đội Nga được cho là đã cho nổ tung chiếc xe tăng tiên tiến nhất của họ bằng máy bay không người lái tự sát ở khu vực Saborisha, miền nam Ukraine. Theo Defense, một đoạn video được quay bằng máy bay không người lái đang lan truyền trên mạng. Đặc biệt là các kênh Telegram thân Nga tuyên bố rằng, Moscow đã sử dụng UAV tự sát Lancet để tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực M55S của quân đội Ukraine. Đoạn video do một kênh Telegram liên kết với Nga công bố cho thấy, một máy bay không người lái cảm tử Lancet lao tới và tấn công chiếc xe tăng M55S của Ukraine bị bỏ rơi trên đường. Tuy nhiên, qua phân tích hình ảnh, các chuyên gia của Defense Rainbow rằng chiếc Satan bị nổ tung trong video thực tế là một chiếc T-90M của Nga. Có thể nhận dạng Satan T-90M hiện đại của Nga nhờ một số điểm khác biệt về hình ảnh, bao gồm trạm vũ khí điều khiển từ xa phía trên, pháo nòng trần 125 ly 2A46 và giáp thanh ở phía sau. Theo đó, các chuyên gia đánh giá, dường như lực lượng Nga đã quyết định phá hủy chiếc xe tăng bị bỏ rơi để nó không rơi vào tay quân đội Ukraine hoặc người điều khiển UAV Lancet đã bắn nhầm. <laughs> Truyền thông nhà nước Nga mô tả T-90M Bravery là xe bọc thép tiên tiến nhất trong dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 và hầu hết phù hợp cho chiến tranh hiện đại nhờ lớp giáp bảo vệ toàn diện, khả năng chống chịu mọi điều kiện thời tiết, điều khiển khỏa lực tự động và nâng cao khả năng sống sót của kiếp lái. Trả lời phỏng vấn, Tổng thống Nga Putin từng ca ngợi T-90M Robri là xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất thế giới. Ông Putin nói, ngày nay chúng ta có thể nói rằng T-90M Robri là xe tăng tốt nhất thế giới, ngay khi nó tiếp cận các vị trí, không còn cơ hội nào cho bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì. Nó bắn mục tiêu ở phạm vi xa hơn và chính xác hơn, nó cũng được bảo vệ tốt hơn. T-90M được cho là xe tăng tiền tuyến, tiền tiến nhất của Nga và là phiên bản hiện đại hóa của loại xe được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 1993. Trung đoàn 247 của Nga phản lệnh cấp trên, quyết định không tấn công ở mặt trận Zaporizhia. Theo hướng Zaporizhia, một nhóm quân xâm lược Nga đã từ chối tấn công các vị trí của Ukraine. Điều này đã được đưa tin trên kênh Telegram của phong trào du kết Ates theo các đặc vụ của họ từ các đơn vị Nga. Điều này xảy ra vào ngày 20 tháng 8. Những người chiếm đóng một trong các đại đội của Trung đoàn Tấn công Dù 247 đã từ chối thực hiện lệnh chiến đấu tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở quận Sajomayorsky. Vì điều này, chỉ huy đại đội đã bị giam giữ và đưa đến Mariupol bị chiếm đóng và trung đoàn thủy quân lục chiến thứ 177 đóng gần Ferbovoi đã rời bỏ vị trí sau nhiều cuộc tấn công nhỏ. Một vụ án hình sự liên quan đến việc đào ngũ đã được mở ra. Xung đột xảy ra ở hướng Kherson do quân chiếm đóng liên tục bị pháo kích và mệt mỏi. Những người chiến đấu không luân phiên trong một thời gian dài. Theo thông tin từ phong trào du kích vào ngày 18 tháng 8, tại một trong những vị trí giữa cô định cư Ribanshire và Vinogradner các quân nhân của lữ đoàn thủy quân lục chiến riêng biệt số 61 Nga đã nổ súng, khiến một người thiệt mạng và hai người trong đơn vị bị thương. Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng có đội Nga gặp phải những vấn đề mang tính hệ thống về việc tống tiền theo mệnh lệnh và không tuân thủ các quyền của quân nhân. Những người Nga bị bắt nói với các phóng viên về tình trạng suy sụp trong các đơn vị Nga do nguồn cung cấp kém và mệnh lệnh tự sát từ các chỉ huy. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.ptv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán tính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.